Henrik Larsson. Đó là bàn thắng cho Italia. Yaya Touré. Bóng đã được đưa vào vòng cấm. Thủ môn đã thi đấu vô cùng tập trung để phản xạ tốt cho tình huống vừa rồi. Neymar. Một tình huống dứt điểm. Một siêu phòng đã được vẽ ra. Ivan Rakitic. Đó là tình huống phản công. Và ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Ivan Rakitic. Một cú sút. Một ngày thi đấu chói sáng. Bàn thắng đó đã giúp anh ấy có được cú hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Neymar đang chọn vị trí để đón đường chuyền. Đó là một pha cứu thua xuất sắc sau tình huống đánh đầu vừa rồi. Tình huống dứt điểm đã có. Đang được các cầu